chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Đây, video này mình sẽ tô màu sản phẩm để ra cho các bạn xem nha. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm con lợn nái. Con lợn nái là con lợn cái các bạn ạ. Con đơ lấy công nước. Còn đây bên này mình sẽ tô màu lạc đà nha, lạc đà sa mạc các bạn ạ. Ghi lại lạc đà sa mạc các bạn xem. Nhưng mà trên tôi mặc của con hiều này. Cũng mặc bỏ sai. Con lạc đà sa mạc các bạn này. Bây giờ mình sẽ tô sản phẩm nha các bạn ơi. Con lạc đà này mình sẽ tô màu đỏ nha các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong con hiều con. Các bạn thấy có đẹp không? Vậy là đến lúc mình kết thúc video nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Các bạn ơi, con là mình quá cũng đẹp đúng các bạn. Như vậy là mình đã kết thúc video nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Các bạn ơi, như vậy là mình đã cho xong cái nồi rồi. Vậy là video của mình đến lúc kết thúc luôn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Vậy thì tôi xong. Con cảm ơn người. Con cử. Con cú. Các bạn thì có ai không? Nhưng mà hãy kéo cho mình lên tay video một tí nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con gỗ mặt gỗ được các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô gỗ túi trèo cây cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô nha. Xin chào các bạn, ngày nay mình sẽ tô con vượn cho các bạn xem. Giờ mình sẽ tô. Xin chào các bạn, ngày mình sẽ tô được đi tô màu con cá chê bỏ vô là con cửa điên. Mình sẽ bắt đầu tô con cửa điên chưa. Giờ mình lên tô con đồ chú chèo cây gọi này.
sản phẩm lạc đà sa mạc của mình đã xong các bạn ạ. Rất chi là đẹp các bạn ơi. Đây nữa, tê giác của mình cũng đã xong các bạn ạ. Con lợn nái đây. Như vậy sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha.